xin giới thiệu, đây là dàn mini đại, model là Sony MD595. Dàn này full chức năng, gồm có CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn hỗ trợ ngõ AUX, hai đầu AV ra jack 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. FM tần số là 90. Đây là ngõ optical dùng giải mã DAC24B trực tiếp trên amply, không cần đĩa mồi. Sony MD595 sử dụng nguồn điện 100V, công suất amply là 55W, công suất loa là 100W trên cặp loa, tức là 50W một thùng. Đồng bộ giữa loa và amply là made in Japan. Tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Cần xem hình ảnh chi tiết hơn thì vui lòng vào Zalo 0931008099 để em tư vấn. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng cọc giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình một cái khiển học, tức là có remote học, mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Bass của lo là 14cm, chiều cao của lo là 28cm, chiều ngang cả bộ dàn là 55cm. Đây là dàn mini đại nên bass đánh rất là lực, cho cái dãy âm trầm rất là sâu. Mình có thể nghe được nhạc vàng, nhạc trẻ lẫn nhạc đen đều ok. Mà trong khi đó lại là của thương hiệu Sony nữa, thì chất lượng âm thanh khỏi bàn cãi rồi. Các bác có thể nghe mọi thể loại nhạc đều phù hợp nha. Em đang test nhạc qua chức năng Optical In nè. Tiếp theo em sẽ test nhạc qua CD và MD. Nãy giờ em đã test nhạc qua chức năng Optical giải mã. Tiếp theo đây mình sẽ nghe nhạc qua chức năng đĩa CD. Lắng xuống đã đi vào cõi nhớ.